Xin chào các em, chào mừng các em đến với lời dạy 2.com. Hôm nay cô và các em cùng nhau bước vào phần Communication, Unit 2, Life in the Countryside, trang số 21, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới. Phần đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu là phần Extra Vocabulary, phần từ vựng. Từ đầu tiên là Disturbing, có nghĩa là làm phiền. Beehive là tổ ong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài đọc The Countryside Through Visitor Eyes. Đó là những kỳ nghỉ ở miền quê. Read the post on holiday in the countryside. Người ta kêu mình là đọc về những cái bài, đọc cái bài post về những kỳ nghỉ ở miền quê. There was so much space. We could run around the field and shout out loud without disturbing anybody. Janet from London. Ở đây là có thật là nhiều không gian, chúng ta có thể chạy vòng quanh cánh đồng và la hét lớn mà không phiền hà bất cứ một ai. Có nghĩa là không làm phiền bất cứ một ai. Bạn Dennis đến từ London. Swimming in the river, picking blackberries, collecting honey from beehives. I have never had a more interesting vacation. Julia from Paris. Bơi lội ở sông, hái quả mâm xôi, hoặc là thu mật ong về tổ ong. Tôi không bao giờ có một cái kỳ nghỉ nào thú vị hơn. Julie đến từ Paris. No running water, no electricity, and the only entertainment center is mile away. Can't stay here any longer. Fearin from Phnom Penh. Không nước, không điện và chỉ có trung tâm giải trí cách đó mấy dặm. Không thể ở đây lâu hơn được nữa. Fearin từ Phnom Penh. I love the vast open spaces, the fresh air and the feeling of freedom in the countryside. They are experiences I can never have in Seoul. Yumi from Seoul. Tôi thì yêu không gian. Vast open space chúng ta sẽ dịch là không gian mở bao la. Tôi yêu không gian mở bao la, không khí trong lành và cảm giác tự do ở miền quê. Chúng là những trải nghiệm mà tôi có thể không bao giờ quên được ở Seoul. Bạn Yumi từ Seoul. I don't mind visiting those street markets when the locals sell their homemade products. However, city life is more exciting. Amy from Tokyo. Tôi không phiền khi đến thăm những chợ trời, nơi mà những người địa phương bán những sản phẩm tự làm. Tuy nhiên thì cuộc sống ở đây hào hứng hơn. Amy từ Tokyo. Last week, I went on a trip to the countryside and had my first experience of farm work, judging hoes, planting vegetables and collecting tomatoes, unforgettable. Vào tuần trước thì tôi đi đến miền quê và có trải nghiệm đầu tiên trong cái việc làm nông, đó chính là đào hố, trồng rau và thu hoạch cà chua. Không thể nào quên được. Lan từ Hà Nội. Country life doesn't excite me at all. So boring and inconvenient. Cuộc sống ở miền quê không hào hứng một chút nào cả. Thật là chán và bất tiện. Boss từ Hồng Kông. Rồi đó là nội dung của bài đọc. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Đó là What are the attitude of these people toward their spirit? Tick the appropriate box. Bài tập số 2 là thái độ của những người này đối với những trải nghiệm của họ là gì? Và hãy đánh dấu tích vào những cái khung thích hợp. Ở đây là có từng nhân vật khi chúng ta đọc. Bên bài tập số 1 thì sẽ có từng nhân vật và đây là positive, tích cực. Neutral là bình thường và negative là không thích đấy, tiêu cực ha. Ở đây mình sẽ dịch là trung lập. Đầu tiên là Dennis đến từ London.
thì anh ấy có những trải nghiệm tích cực ở đây. Anh ấy rất là thích cái nơi ở London. Cho nên cô sẽ tích là positive. Tiếp theo là Julia from Paris. Julia đến từ Paris. Thì anh ấy cũng có những cái cảm nhận tích cực về nơi này. Tiếp theo là Firun ở Nam Bình. Thì cảm nhận của anh ấy là negative bởi vì ở đó là không có nước, không có điện và chỉ có một cái trung tâm giải trí cách đó vài dặm. Và anh ấy nói là không thể ở đó lâu hơn cho nên là negative. Yumi from Seoul. Thì cô gái này có một cái cảm nhận tích cực từ nơi này. Bởi vì đó là một nơi mà có không khí trong lành, cảm giác được tự do khi mà ở miền quê và có những trải nghiệm sẽ không bao giờ quên được ở Seoul. Tích cực. Amy from Tokyo. Bạn Amy từ Tokyo thì có cái cảm nhận đó chính là cảm nhận về cái việc làm nông như là đào hồ, trồng rau và thu hoạch cà chua. Thì bạn ấy cũng không phải là thích lắm, cũng không phải là không thích, nhưng mà ở thái độ trung lập ha. Lan from Hà Nội. Bạn Lan, Hà Nội. Thì bạn ấy cảm nhận là bạn ấy không, bạn ấy có những cái hoạt động thú vị ở Hà Nội. Cho nên là những cái hoạt động đó là những hoạt động tích cực. Sorry các em, các bạn Amy từ Tokyo. Bạn Amy từ Tokyo là bạn cảm nhận về Tokyo. Ở đây là cô sẽ đọc lại đoạn này. Bạn Amy: tôi không phiền khi đến thăm những chợ trời, đó là những nơi mà người địa phương bán những đồ, sản phẩm tự làm. Tuy nhiên cuộc sống thành phố này thì hào hứng hơn. Thì đó là cái trạng thái trung lập của bạn Amy. Còn bạn Lan đến từ Hà Nội thì bạn ấy đi đến, có nghĩa là đi du lịch đến một cái vùng quê và có trải nghiệm đầu tiên trong cái việc làm nông. Đó chính là đào bới, rồi thu nhặt rau và trồng rau và thu nhặt cái cà chua, cảm giác không bao giờ quên được. Thì bạn bạn Lan thì rất thích ở đây cho nên là thái độ của bạn là positive ha, tích cực. Và cuối cùng là bạn Bob from Hồng Kông. Bạn Bob thì cuộc sống ở miền quê bạn ấy nói là không hào hứng một chút nào cả, thật chán và bất tiện. Cho nên ở đây là cô sẽ đánh dấu negative, tiêu cực. Bài số 3 là work in group, reply to the post in one, write down your reply. Bài tập số 3 là làm theo nhóm và trả lời những bài đăng trong phần 1. Viết xuống câu trả lời của bạn. Ví dụ ở đây người ta cho bạn Bob. Đó là Bob, in my opinion, the countryside has benefit that a boring person would never discover. Helen from Devonshire. Theo quan điểm của tôi thì miền quê sẽ có nhiều lợi ích mà mọi người sẽ một người nhàm chán sẽ không bao giờ khám phá ra được. Bob, I think this is one of the reasons for urbanization. Đó là tôi nghĩ đây là một trong những lý do cho việc đô thị hóa. Vũ đến từ Đà Nẵng. Discuss and share your reply with the class. Ở đây người ta đã làm mẫu bạn Bob rồi, bây giờ cô sẽ làm bạn Janice đầu tiên. Cô sẽ reply là cái phần mà bạn đã viết. Task 3. Đối với bạn Dennis, thì cô sẽ nói là you must be living in the countryside.
You must be living in the countryside. I wish we had more space in the city where I'm living. Ở đây cô sẽ nói là bạn chắc là bạn đang sống ở nông thôn. Tôi ước là chúng tôi có nhiều không gian hơn trong thành phố nơi tôi đang sống. Số 2 là cô sẽ reply bạn Juliet từ Paris. Cô sẽ nói rằng là great, thật là tuyệt vời. Where are you living now? I wish I could go to your place. One day to enjoy my summer vacation. Ở đây cô nói là tuyệt vời, bạn đang sống ở đâu và tôi ước là tôi có thể đến nơi của bạn một ngày nào đó vào kỳ nghỉ, nghỉ hè của tôi. Số 3 là bạn Firun. Cô sẽ nói là I think you should enjoy the simple lifestyle. Sorry các em, từ này mình phải style in the countryside. Instead of complaining, hope it will be better for you. Đối với bạn Firun thì cô nói rằng là tôi nghĩ bạn nên tận hưởng một cái lối sống đơn giản ở nông thôn thay vì là bạn phàn nàn. Hy vọng là điều đó sẽ tốt hơn cho bạn. Bạn thứ tư là bạn Yumi. Yumi. Thì cô sẽ nói là I have the same idea as you. I really enjoy the peace and quiet in the countryside. Tôi có cùng ý tưởng với bạn, tôi thật sự thích sự yên bình và yên tĩnh ở vùng nông thôn. Bạn thứ năm đó là bạn Amy. Bạn Amy, cô sẽ phản hồi là You're right. As long as we feel comfortable. Oh, sorry. We feel comfortable. We can live anywhere. Câu số 5 cô sẽ nói là bạn nói đúng, miễn là chúng ta cảm thấy thoải mái, chúng ta có thể sống bất kỳ ở đâu. Cuối cùng
là bạn Lan. Could you share me? Some tips on planting vegetable I love cooking homegrown vegetable but I don't know how to plant them. Bạn có thể chia sẻ cho tôi một số cách để mà trồng rau không? Tôi rất là thích các loại rau tự trồng nhưng tôi không biết là sẽ trồng chúng như thế nào. Rồi, đây là những cái phần mà cô trả lời cho tất cả các bạn có trong bài đọc. Vậy là cô đã hoàn thành xong tất cả các phần bài tập trong phần Communication Unit 2 Life in the Countryside trang số 21 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào lời giải hay.com để tìm hiểu những bài mới nhất nhé. Chúc các em học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video bài giảng tiếp theo.